Trước để Thẩm Dương, Trang Mi Kiều muốn để em lại nộp mạng. Hôm nay Trình Thầm lại làm việc tương tự với cô ta. Những người như họ, để đạt được mục đích mà luôn không từ thủ đoạn. Sao mẹ em thấy đằng sau có người theo dõi mình vậy? Anh đi mua đồ ăn nha. Lâu rồi không gặp. Ai thế? Tay sai của Mã Ngũ, nguyên đội trưởng đội hành động cục bảo mật, em vợ của Phạm Quang Tài. Khi nãy cứ bám theo chúng tôi, cũng không biết muốn làm gì. Đồng chí, lãnh đạo. Chào lãnh đạo, tôi tới nương nhờ mọi người. Cậu biết tự làm thân quá nhỉ. Chỗ chúng tôi không gọi là nương nhờ. Chúng tôi không theo tập tục cũ. Nếu như cậu tới khai tội trạng của mình thì gọi là tự thú để được xử lý khoan hồng. Nếu cậu tới vạch trần đặc vụ khác và hành vi phá hoại khác thì gọi là biểu hiện lấy công chuộc tội. Hiểu chưa? Đúng đúng đúng, lấy công chuộc tội. Tôi tới lấy công chuộc tội. Sau khi Mã Ngũ chết, anh bị đá khỏi cục bảo mật rồi mà. Sao còn liên hệ với họ? Không có liên hệ. Tuyệt đối không. Không liên hệ. Sau khi Mã Ngũ chết, tôi sống cuộc sống không ra hình người. Bọn đặc vụ hồi xưa nịnh bợ tôi, thấy tôi là còn mong đá cho giải phát. Cái bọn đó hồi trước bắt nạt người ta, sao không nghĩ tới ngày này? Giờ là xã hội mới, không thịnh trò này nữa đâu, biết chưa? Phải. Trước đây tôi chó cậy thế chủ. Chó cậy thế chủ. Xã hội mới rồi, tôi muốn cống hiến cho quốc gia. Nói nhảm lắm thế. Rốt cuộc muốn nói gì đây? Tôi phát hiện một hang ổ của tên phản động họ Trình. Chúng tôi làm theo anh yêu cầu, tới nhà Lưu Gia Tuấn, chuẩn bị giết họ. Nhưng không ngờ, không ngờ trúng mai phục của họ. Nhà Lưu Gia Tuấn cũng có mai phục. Tay đảng Cộng sản cũng dài gớm. Thì đó, giờ thành Trùng Khánh đã là thiên hạ của đảng Cộng sản. Lần này tôi nghe nói Lưu Gia Tuấn gỡ dây ngòi, đảng Cộng sản định xử lý khoan hồng với hắn. Cậu cũng muốn bắt chước Lưu Gia Tuấn hay sao? Phó khu Trình bảo chúng ta đi giết cả nhà Lưu Gia Tuấn là muốn để người phe mình ở Trùng Khánh biết rằng đó là cái giá khi phản bội đảng quốc. Như các người thì sao? Các anh em, lấy hàng ra. Tối nay mình sẽ qua càn quét nhà Lưu Gia Tuấn. Tôi không tin. Từ ngày tới đêm, đảng Cộng sản canh ở nhà Lưu Gia Tuấn 24 giờ. Không được đâu, trưởng quan Trương. Không được. Đảng Cộng sản đang muốn bảo vệ nhà họ Lưu thì chắc chắn sẽ bảo vệ tới cùng. Tôi sợ chúng hay sao? Tin Phạm Quang Tài cung cấp không có vấn đề. Khi người của chúng ta tới bứng sào huyệt đó, họ đang định buông vũ khí đầu hàng tự thú. Tin này mãi cũng làm ra việc của con người. Nhưng tôi có một tin rất xấu muốn nói với hai người. Ngọc Đình, rửa phim ra rồi. Danh sách đó là giả. Sao lại là giả được? Sao có thể? Vốn phòng tra hỏi có một tên tay chân tên là Lý Tam. Hắn có một cộng sự tên là Dương Bưu. Có ấn tượng chứ? Có người này thật. Tên này ăn chơi đàng điếm, không việc ác nào không làm. Không có tiền thì đi trộm cướp. Tháng 9 năm 1949, có một đêm hắn xách dao tới nhà người ta cướp tiền. Không ngờ lại bị người ta giết. Tên này sớm muộn cũng có ngày đó. Nhưng tên người đã chết này lại xuất hiện trong danh sách nằm dùng. Trình Thầm soạn vào tháng 10 năm 1949. Sau đó chúng tôi đã kiểm tra những cái tên khác, phát hiện rất nhiều người không còn sống ở Trùng Khánh nữa. Trình Thầm đúng là lo trước tính sau. Văn phòng có hai két bảo hiểm mà còn tính đủ cách làm ra một danh sách giả. Tại tôi quá sơ suất.
Bây giờ tôi còn cứu giảng nữa được không? Ngọc Đình, chuyện này không trách cô. Lúc ở bệnh viện, tôi và đồng chí Kim Bình đã phân tích, chủ yếu vẫn vì cứu cậu ấy. Trình Thầm đã nhận ra sơ hở của hai người. Hắn cố ý tung quả mù để đảm bảo kế hoạch nằm vùng tiến hành thuận lợi. Đồng chí Kim Bình còn ảo não hơn hai người nữa. Việc quan trọng nhất tiếp sau đây là mau bắt lại Trình Thầm và Tàu Thuận đã chạy trốn. Ông chủ tìm ra thứ gì ăn không? Vốn định ra vườn đào hai củ cải, nhưng mà chỗ nào cũng có người, cả củ cải cũng không đào được. Biết ngay ngài không tìm được. Đây, tôi săn được hai con thỏ rừng. Nhóc khá đấy, cái nghề thợ săn có đất dụng võ rồi. Xem ra tối nay mình có thịt ăn rồi. Ở ngoài thì nghe ngài, trong núi thì ngài phải nghe tôi. Không thì đường đường một phó khu thiếu tướng là phải trộm đau củ lấp bụng. Phải biết thân phận này giờ chả được tích sự gì. Nhưng mà tôi nói cậu nghe, bây giờ đừng nghĩ rằng tình cảnh mình gian nan lắm. Nghĩ lại khi xưa đảng Cộng sản chịu bao nhiêu cực khổ mới có được ngày hôm nay. Nhân Phi, Ngọc Đình, cảm ơn. Anh không chịu nghỉ ngơi thêm vài ngày à? Mấy ngày trước là cậu ấy đã đòi về rồi, phải nhờ chính Quỷ Dương tới bệnh viện khuyên cả buổi. Cậu ấy mới nằm thêm mấy ngày. Ngày nào Trình Thầm và Tàu Thuận chưa ra lưới thì ngày đó không thể lấy được danh sách nằm dùng. Lòng tôi thấy không yên. Những ngày qua chẳng phải có rất nhiều đặc vụ sót lại của Đảng Quốc Dân tới tự thú hay sao? Những người tới tự thú hoặc là bọn côn đồ trước đây đội hành động chiêu mộ, hoặc không có thân phận công khai, không thể che giấu ẩn nấp. Tôi lo nhất là những kẻ Trình Thầm mới chiêu mộ. Những kẻ đó không có liên hệ song song với trạm cục bảo mật cũ và tổ chức, mà được tổ bố trí nằm dùng thuộc cục bảo mật, lãnh đạo trực tiếp. Đúng vậy. Với lại những kẻ đó ai cũng có nghề nghiệp chính đáng, có thể là bác sĩ, cũng có thể là kế toán, thậm chí là đầu bếp ở cơ quan nào đó. Vì đủ lý do họ có tâm lý thù địch chính quyền mới lập ra. Cộng thêm cái đằng sau thân phận nghề nghiệp của họ mới là phiền phức nhất. Những kẻ khả nghi này nếu như điều tra từng người một thì mất thời gian quá. Một là dễ đánh rắn động cỏ, hai là dễ kéo tới rắc rối không cần thiết. Cho nên tôi cho rằng bắt giặc bắt vua trước, vẫn nên bắt Trình Thầm. Nhưng mà Trình Thầm gian xảo quá, tâm tư hắn kín kẽ như vậy. Trước đó đã làm danh sách giả, nhỡ mình bắt được, hắn lại đưa một danh sách nửa thật nửa giả. Vậy sau cùng mình sẽ làm ra nhiều vụ án quan sai. Anh nghĩ nhiều rồi, tổ chức sẽ không tha cho người xấu nào, nhưng tuyệt đối cũng không đổ quan cho người tốt nào. Được rồi, mình vào thôi. Vừa hay nghiên cứu kế hoạch hành động bước tiếp theo. Được, đi. Đi. Chị, cuốn lên thế xảy ra chuyện gì vậy? Có manh mối rồi, mau nói đi. Chúng tôi phát hiện tung tích Tàu Thuận. Vậy còn chờ gì nữa, tôi đi trước. Chị, anh Nhân Phi nói anh ấy biết chị quá để tâm, dù không lấy được danh sách thật nên bảo không được để cho mình chị. Tôi đi trước, cậu tìm họ rồi tới sau là được rồi. Được, chị cẩn thận nha chị. Mình đã thành con mồi của họ. Quân giải phóng bao vây mình rồi. Quân giải phóng bao vây mình rồi. Mình đã thành con mồi của họ. Chú ơi, họ ở đâu? Đừng lên tiếng. Lên tiếng là chú bị phát hiện đấy. Nhưng mà cháu đâu thấy gì đâu. Không thấy gì. Sao lại không thấy gì? Cháu coi. Đó. Thỏ rừng. Đây nữa. Gà rừng. Đều bỏ chạy như chú đó. Không được khóc. Ngoan, không được khóc. Chú kể cho cháu nghe chuyện đi săn nhé. Cháu không muốn nghe chuyện đi săn. Cháu chỉ muốn đi tìm mẹ. Được, tìm mẹ. Đi. Mẹ. Mẹ đâu? Mình đi tìm mẹ. Mẹ cháu ở đâu? Tìm mẹ.
Bảo Thuận, lại ép tôi giết người. Cô lại ép tôi giết người. Tôi không giết. Bỏ đứa bé xuống đi. Bé con, chú đưa cháu đi tìm mẹ ăn kẹo nha. Được không? Mua kẹo được không? Đứa bé đang đói muốn ăn kẹo. Cô có không? Cô đừng cản đường. Cô ta không có kẹo. Cô ta lừa cháu đó. Cô ta không có kẹo. Tôi có kẹo. Tôi đưa đứa bé đi ăn kẹo. Mẹ ở đây. Mẹ đưa con đi ăn kẹo được không? Tôi là mẹ nó. Mẹ ở đây. Cô ta là mẹ cháu hay sao? Là tôi. Rốt cuộc có phải hay không? Dứt súng đi. Tôi đưa đứa bé cho cô. Nào, mau đi đi. Mẹ đưa con đi ăn kẹo lại đây. Mau qua với mẹ đi. Đi mau. Mau lên. Ngọc Đinh, thả cô ấy ra. Thả cô ấy ra. Trước đây làm thợ săn, còn biết không giết hươu mẹ. Giờ toàn giết nữ cộng sản. Im đi, tôi nói sai sao? Cô im đi. Ngọc Đình, Dân Phi, em xin lỗi. Em đừng xin lỗi anh. Anh không muốn nghe câu đó. Anh có biết tại sao Trang Mi Kiều nói là thua em không? Bởi vì em có anh. Bởi vì em có tình yêu của anh. Bởi vì em có chung tín ngưỡng với anh. Có thể thấy ánh sáng trong bóng tối. Nên cuộc sống tốt đẹp của mình mới bắt đầu thôi. Đúng chứ? Mình còn rất nhiều chuyện phải làm với nhau nữa. Đúng không? Đúng không? Đúng không em? Ngọc Đình. Ngọc Đình. Ngọc Đình. Hứa với em phải tìm ra danh sách nằm dùng. Được. Anh sẽ tìm được. Ngọc Đình. Ngọc Đình.
Lúc đó chúng tôi đã cho đội quân vào núi lục soát. Sơn dân và thợ săn ở đó đều chủ động dẫn đường cho chúng tôi. Ngay tối đồng chí Ngọc Đình hy sinh, chúng tôi đã tìm được nơi ẩn náu của Trình Thầm. Chuyện gì vậy? Hắn bắn hết đạn rồi, còn bắn bị thương mấy chiến sĩ của mình. Bỏ súng xuống hết đi. Bỏ súng xuống. Anh Trình, đừng ngoan cố chống trả nữa. Đầu hàng đi. Tôi biết cậu muốn gì mà. Nói cho cậu hay, dù tôi có đem nó xuống địa ngục, cậu cũng không có được đâu. Trình Thâm, Trình Thâm, xem ra Trình Thâm đã quyết tâm diệt vong giới xã hội cũ đó. Người u mê cố chấp chết không hối cải thế này, xem ra là đã quyết tâm muốn đem luôn bí mật vào địa ngục. Vì phần tử đặc vụ địch ngoan cố này mà tổn thất một tướng lớn của mình. Mình phải chôn cất đồng chí Trần Ngọc Đình tử tế. Hiểu rồi. Tình hình đồng chí Dương Phi thế nào rồi? Đại trưởng phu không dễ rơi nước mắt, là vì chưa chạm tới nỗi đau. Tôi tin sự bi thương của đồng chí Dân Phi cũng chân thành như tín ngưỡng của cậu ấy. Bây giờ chúng tôi không dám khuyên cậu ấy. Cậu ấy cứ như bị ma nhập, một lòng muốn tìm danh sách nằm dùng. Thế này đi, làm công tác tư tưởng cho cậu ấy, để cậu ấy bình tĩnh lại. Được, không được thì cho cậu ấy đi khuây khỏa. Chúng tôi sẽ làm thế. Ban đầu tôi quen biết cô ấy là nhờ rượu. Cô lúc uống say thì rất hung dữ, không nhận ra ai hết, cũng cực kỳ ghét tôi. Nhưng mà sau khi cô tỉnh rượu thì lại giống như đã quên là cô rất ghét tôi. Cô rất khó gần, tâm trạng thay đổi xoành xoạch. Lúc đầu tôi không biết mình làm sai ở đâu mà chọc cô giận suốt. Nhưng mà vận mệnh cứ trói buộc chúng ta lại với nhau, cùng diễn dở nặng tình. Nhưng mà tôi bất giác phát hiện ra, tôi không thể xem đó là đóng kịch nữa. Vì ở bên em, tôi mới cảm thấy tôi chưa từng thật sự sống. Chỉ với việc làm của anh bây giờ, tưởng rằng tôi không dám bắn thật sao? Bắn đi. Những ngày qua mình cùng trải qua những chuyện lãng mạn, đau khổ và vui vẻ. Nhưng giờ đây anh lại phải một mình nếm trải mùi vị mất mát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một, hai, lên. Nào nào, mau 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 mau. Một, hai, lên. Mạnh lên, mau lên. Một, hai, lên. Em vợ Trịnh với Dân kia mà. Nhà họ Trịnh về Nam Kinh hết rồi mà. Tránh ra, tránh ra. Chắc chắn là được người khác cử tới. Là mấy trò không thể cho ai biết. Bên bờ sông, Triệu Dân Phi nhớ lại chuyện Trần Ngọc Đình từng kể với mình. Đảng Quốc Dân có vài quan viên vì để che mắt mọi người mà để đồ quan trọng và quan tài chuyển đi hoặc đem chôn. Anh bỗng nghĩ tới nơi có thể giấu danh sách nằm dùng quý giá đó. Trừ mộ đáng ngờ trong danh sách, đừng động vào mộ khác nhé. Được, biết rồi, biết rồi. Ở đây có đồ. Phát hiện ra gì rồi? Hàng thật, toàn súng mới. Kiểm kê kỹ nhé. Bên này cũng có. Có bao nhiêu? Khiêng đi, mau lên. Nào đưa tôi. Kim Bình qua xem thử. Ngọc Đình, chuyện hứa với em anh đã làm được rồi. Vất vả cho mọi người. Anh nói xem, cha của em có thể nhìn thấy hay không? Ông ấy có thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp ông ấy mường tượng ra thành hiện thực rồi không? Bộ đồ này tới lúc chú Du em hy sinh cũng không mặc được. Anh nghĩ em xứng không? Tất nhiên là xứng. Dù khi thân phận em mập mờ nhất thì anh vẫn vững tin sau cùng em sẽ thành người chung đường với anh. Không sợ tụi mình không thể thấy ánh sáng trong bóng tối bất hạnh sao? Sợ. Anh sợ. Nhưng nếu sự hy sinh của mình anh đổi lấy được ánh sáng, vậy thì hãy để anh ở lại bóng tối. Nếu như có ngày đó thật, anh mong em bỏ lại anh không chút do dự. Sải bước thật kiên định đi tới ánh sáng. Báo cáo. Vào đi. Thủ trưởng. Chào thủ trưởng. Tuần này lại có thêm nhiều đồng chí tới Bắc Kinh về đội, đều tạm xếp cho ở nơi tiếp đón. Phải chăm sóc thật tốt cuộc sống của các công thần. Mấy ngày nữa tôi qua thăm họ. Ngoài ra nhờ lãnh đạo các đơn vị hỏi xem họ có khó khăn gì hay không, cần tổ chức giúp đỡ và giải quyết.
lãnh đạo ở các cục mấy ngày nay đang đi gặp họ rồi, tìm hiểu về khó khăn của họ. Nhưng bây giờ lại có một vấn đề đột xuất. Nói đi. Con cái thất lạc của nhiều đồng chí tới giờ vẫn chưa tìm được, vì nhiều đồng chí đã làm việc ở chiến tuyến bí mật từ rất sớm. Vì lý do công việc, họ không tiện đem con theo, nên gửi cho người già, họ hàng và bạn bè. Thậm chí có người giao cho đồng hương. Sau mấy năm chiến loạn, bạc tinh nhau nên lạc mất. Vì sự nghiệp cách mạng, họ đã hy sinh quá nhiều. Phải dốc toàn lực giúp họ kiểm tra tìm kiếm. Bây giờ toàn quốc để giải phóng. Cái chúng ta mong được thấy nhất là người nhà của các đồng chí liều cả tính mạng chiến đấu ở quân doanh địch bao nhiêu năm qua có thể đoàn tụ trong hạnh phúc. Tất cả mọi người nghe họ kể về nỗi nhớ con, ai cũng cảm động. Đại trưởng phu thì vẫn thương con mà. Còn một việc tôi muốn cho bác biết. Nói đi. Có một nữ đồng chí trẻ từ Thượng Hải về đội, đem theo một đám nhóc bị địch hủy dung. Tôi hỏi cô ấy thuộc tổ nào. Cô ấy nói mình có biệt hiệu là dân tước, nhưng cấp trên đã hy sinh, cấp dưới cũng hy sinh. Đồng chí trong tổ chức có thể chứng thực thân phận của cô ấy, từng làm việc với cô ấy ở Trùng Khánh, Thượng Hải, hiện đều không ở Bắc Kinh. Có cách khác để chứng minh cho nhanh không? Cô yên tâm đi, bọn trẻ đã được xếp cho ở nơi tiếp đón. Cảm ơn. Tôi biết lo ngại của tổ chức. Thượng Hải đã giải phóng gần nửa năm, sao lại đưa bọn trẻ về tìm tổ chức trẻ vậy? Không lo ngại gì cả. Tất nhiên chúng tôi chào mừng cô về nhà, tìm cô nói chuyện, cũng để tìm hiểu thời gian qua cô trải qua bao nhiêu gian nan khốn khó. Đêm trước khi Thượng Hải giải phóng, đặc vụ Đảng Quốc Dân đã kích vào báo thù người làm công tác ngầm, có thể nói là đã tới mức điên rồ. Đứng lại, cho mày chạy này. Ở bên kia, chạy đi. Đi. Lần này không còn ai giúp cô nữa đâu. Nãy tôi đã qua nhà thờ kia, không có ai hết. Nói, cô giấu bọn cộng sản nhí ở đâu rồi? Anh có súng mà, anh bắn đi. Đừng mong tôi nói cho anh biết. Tôi được đội quân vào thành khiêng tới bệnh viện, hôn mê rất lâu. Sau đó cho đến khi bác sĩ cho tôi ra viện, tôi mới tìm được Sơ Zendy, liên lạc được tổ chức ở Thượng Hải. Họ đã đề nghị tôi đưa bọn trẻ tới Bắc Kinh tìm người thân, nên là cô ấy nghĩ ra một cách, yêu cầu gửi điện báo. Cô ấy tin chắc điện báo viên nhận điện báo của cô ấy lúc đó sẽ nghe ra được cách thức gửi điện của cô ấy. Đồng chí này thật thông minh, có thể thu xếp. Cục trưởng Dương đã lệnh cho đồng chí ban điện tín tìm nữ điện báo viên, luôn liên lạc với dân tước. Chiều nay nghe cô ấy gửi điện báo. Chiều nay? Tiểu Trương, chiều nay mình còn có cuộc họp nào hay không? Còn à, lùi lịch lại đi. Tôi muốn tự nghe đồng chí dân tước gửi điện báo thế nào. Đây là thủ trưởng Lý Khắc Nông. Chào thủ trưởng. Bắt đầu đi.
lúc ở Thượng Hải tổ chức từng sắp xếp thẩm khiết, dùng biệt hiệu Dân Tước gửi tình báo ở Thượng Hải về Trung ương. Làm việc với một nữ điện báo viên cấp dưới của Lý Khắc Nông. Trong cuộc chiến giải phóng Thượng Hải, cấp trên và cấp dưới của Thẩm Khiết đều hy sinh oanh liệt. Cô ấy cũng vì bị thương mà không thể về đội ngay. Này, cách nhanh nhất để chứng minh quan hệ với tổ chức là đồng chí nữ điện báo viên quen thuộc với đặc điểm gửi điện của Dân Tước có thể xác nhận là đồng chí Dân Tước. Chào mừng trở về nhà. Mỗi đêm khuya thanh vắng nhận được điện báo của cô là tưởng tượng được nguy hiểm mọi người gặp khi ở sau lưng địch. Sau đó không nghe được cô gửi điện tới là tôi biết tổ của cô đã gặp chuyện. Tôi tưởng cô cũng. Tôi rất nhớ lúc liên lạc với mọi người. Lúc đó nhận điện báo của cô, một mình tôi cô đơn trốn trong gác xếp, nhưng lại cảm giác như tổ chức đang nói chuyện với tôi. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Đồng chí Dân Tước, chào mừng cô về đội. Cảm ơn thủ trưởng. Sao rồi, vết thương còn đau không? Không sao. Để cô chịu khổ không ít rồi. Lập tức liên hệ với bác sĩ. Mời bác sĩ giỏi nhất cả nước. Nếu cần thì mời chuyên gia nước ngoài. Phải khôi phục dung mạo cho đồng chí Dân Tước. Dân. Thủ trưởng, thực ra cô sơ ngoại quốc giúp đỡ tôi, luôn muốn đưa tôi ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng tôi đã từ chối vì tôi còn một tâm nguyện chưa hoàn thành. Nói đi. Tôi có một đám nhóc, ngoài con cô của liệt sĩ thì còn có con cái thất lạc của những người làm công tác ngầm. Tôi giấu chúng trong trường học giáo hội ở Thượng Hải. Những ngày qua tôi thấy rất nhiều đồng chí đã về đội, rất nhiều người từ phương Nam về. Tôi nghĩ trong số đồng chí này có khi sẽ có cha mẹ của chúng. Tìm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chưa được thì mình tìm tiếp. Chỉ là rất mong bọn trẻ mau chóng đoàn tụ với cha mẹ. Tất nhiên phải mau rồi. Làm ngay đi. Được. Đồng chí Dân Tước, vất vả cho cô quá rồi. Cảm ơn thủ trưởng. Các đồng chí, mọi người vì tín ngưỡng và lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, vì Trung Quốc mới giải phóng mà hy sinh nhiều thứ quý giá, đời xa con cái dấn thân dầu sôi lửa bỏng, cùng nhau chiến đấu với địch để mong ngày thống nhất. Đảng và nhân dân sẽ không quên sự hy sinh của mọi người, càng không quên những liệt sĩ hy sinh tính mạng không thể về đội. Hôm nay không phải hội biểu dương, không phải trao quân chương đeo hoa đỏ cho mọi người. Hôm nay là muốn tặng mọi người một món quà trân quý. Món quà gì? Là món quà đồng chí của chúng tôi dùng tính mạng và lệ máu đổi lại. Nào, Hồng Kỳ, con lớn nhất con trước đi. Cô Thẩm Khiết nói những người ngồi dưới đó có cha mẹ con, nhưng mà 8 năm rồi con chưa được gặp cha mẹ. Con không biết tên thật của họ, sợ bị địch phát hiện bà đã đổi tên cho con. Từ ngày bà mất thì con không biết phải đi đâu để tìm cha mẹ nữa. Hồng Kỳ à, con đừng sốt ruột. Con nghĩ lại xem, trước khi cha mẹ rời xa con thì có dạy con viết chữ hay bài hát gì hay không? Bài duy nhất con nhớ là năm con 4 tuổi. Năm đó cha mẹ con dạy con một bài hát. Mỗi tối ăn cơm xong, con và mẹ ngồi hát. Còn cha huýt sáo. Hát đi. Bài này đó. Chúng ta đều là tay súng thần.
mỗi viên đạn tiêu diệt một kẻ địch. Mẹ ơi, con gái, mẹ nhớ con chết mất. Con mình cũng ở trên đó phải không? Đi qua xem thử đi. Mẹ tìm được con rồi. Là con tôi. Đây là con tôi. Mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm bảo con rồi mà. Con có mẹ của con. Đây là mẹ của con đó. Đi đi con. Mau đi đi. Mẹ, đi đi con. Con trai. Những đứa con hội Thẩm Khiết bảo vệ, vượt ngàn núi sông, dứt dã trăm bề, cuối cùng đã tới Bắc Kinh, về lại vòng tay của tổ chức. Người lớn len lỏi giữa bọn trẻ mà hỏi han. Có người thất vọng lắc đầu lau nước mắt. Có người nhận ra con mình thì cực kỳ bất ngờ. Bọn trẻ được về nhà hân hoan vui sướng, nhưng không hẹn mà cùng nhau nhìn về Thẩm Khiết. Ánh mắt toàn sự lưu luyến. Thẩm Khiết không đành lòng nói tạm biệt chúng, lặng lẽ rưng rưng ra khỏi hội trường. Một âm hồn trong chủ nghĩa cộng sản phiêu diêu ở châu Âu. Để vây quét âm hồn này bằng sự thần thánh, mọi thế lực của châu Âu cũ, giáo hoàng và Nga hoàng, Martinique và Guizot, phe cấp tiếng Pháp và cảnh sát Đức bắt tay nhau. Anh cũng tới Bắc Kinh về đội rồi. Đúng vậy. Nãy tôi là nhớ bọn trẻ của tôi. Thật ra trong quá trình chúng tôi chạy trốn, có rất nhiều người đã giúp chúng tôi. Trong đó có một người rất giống anh. Bây giờ chưa phải, nhưng mà tôi tin sẽ có một ngày anh ấy vào đội ngũ cách mạng giúp tôi. Nếu như anh ấy không hy sinh, thì tôi đã hứa với anh ấy, chờ giải phóng sẽ giới thiệu hai người làm quen. Thanh niên cách mạng đều có chung một tín ngưỡng, trái tim đều giống nhau. Thẩm Khiết
thiết làm việc lâu dài trong cơ quan chiến tuyến bí mật. Những đứa trẻ được cô ấy cứu luôn gọi là mẹ thẩm. Triệu Dân Phi tiếp tục nhiệm vụ bí mật phản đặc vụ phản gián điệp, cả đời không lấy vợ. Tình yêu thầm kín này đến chết không thôi.